Tập 13 sao nhập ngũ 2020 lên sóng và tiếp tục là những thử thách mới mà 6 nữ chiến binh phải thực hiện. Chiều ngày thứ 4 ở tại đơn vị, 6 nữ chiến binh được học băng bó vết thương. Sau khi học xong, cơn mưa bắt đầu ập đến vội vã khiến cho cả đoàn lo lắng. Nhưng cuối cùng, mũi trưởng Long vẫn quyết định tổ chức hội thao nhiệm vụ quân y dưới trời mưa tầm tã này. 6 chiến sĩ mới được chia thành 2 đội. Đội 1 bao gồm Kỳ Duyên, Dương Hoàng Yến, Hậu Hoàng. Đội 2 gồm Khánh Vân, Nam Thư, Diệu Nhi. Theo bàn bạc từ trước, thương binh trong hai đội là Diệu Nhi và Hậu Hoàng, còn các chiến sĩ khác sẽ thực hiện nhiệm vụ đi tìm kiếm, băng bó vết thương và đưa đồng đội vượt quãng đường dài 120m về đơn vị. Sau nhiều nỗ lực, Nam Thư và Khánh Vân cuối cùng cũng tìm thấy Diệu Nhi, thương binh đang bị chấn thương bên chân phải. Cô đang rất hoang mang và sợ hãi trước việc mình bị chấn thương. Trong lúc Nam Thư và Khánh Vân còn đang bối rối về việc băng bó và đưa Diệu Nhi về đơn vị bằng cách nào, Thánh Lầy vẫn tiếp tục kêu la, thắc mắc xem mình có bị cưa chân sau chấn thương này hay không. Cô nàng liên tục hỏi Khánh Vân về việc bị cưa chân, đến khi Khánh Vân đổi chỗ cho Nam Thư, Diệu Nhi lại tiếp tục những lời chăn trối cuối. Không ngờ, người được Diệu Nhi gửi gắm lời chăn trối chính là đồng chí Sơn, giáo viên thanh nhạc mà cô từng phone in love ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dành những hơi thở cuối cùng, Diệu Nhi thều thào, hãy nói với đồng chí Sơn rằng, đừng làm giáo viên thanh nhạc nữa, tôi không ủng hộ việc anh ấy theo ca hát. Còn nhớ khi được đẩy thuyền cùng đồng chí Sơn, Diệu Nhi từng tự đục thuyền, nhưng có vẻ như lời nói của cô nàng lại không đi đôi với hành động. Kiểu này chiếc thuyền nhỏ bé của mỹ nhân 29 tuổi lại mạnh mẽ căng buồm ra khơi đây. Trong lúc bối rối, Nam Thư đã băng nhầm, hậu quả là cô đành phải nói Khánh Vân đưa thêm cuộn băng khác để băng lại từ đầu. Lúc này nói cũng đủ, là cũng xong, Diệu Nhi đành quay ra chỉ đạo Nam Thư băng bó, không những thế còn trực tiếp tự bó chân cho mình. Chỉ khi Nam Thư nhắc nhở đồng chí là thương binh mà, Diệu Nhi mới sực nhớ ra và lại tiếp tục nhập vai. Tập tuần này kết thúc trong phân cảnh các nữ chiến binh gặp khó khăn khi băng rừng, vượt hào để đưa đồng đội của mình về lại đơn vị. Tập 13 hiện đã được phát sóng, khán giả có thể xem lại trên các nền tảng online. Đừng quên đón xem những tập tiếp theo của Sao Nhập Ngũ 2020 do Viettel Media sản xuất và phát hành trên sóng trên Quốc phòng Việt Nam, VTV3, Kem Movie, Mocha, YouTube. Đồng chí Thư, hãy nói với đồng chí Sơn rằng đừng làm giáo viên thanh nhạc nữa. Em muốn tin ngày mai khi mặt trời lên, em vẫn thấy anh đứng trong ban mai chờ em. Đồng chí đừng nói nữa, đồng chí nói là đồng chí mất máu nè, hao sức nữa, rồi mất kiến thức rồi, tất cả mất hết. Đồng chí Diệu Nhi, chế độ thứ nhất và chế độ thứ tư. Dạ. Chế độ thứ nhất là 5:15 báo thức sáng. Chế độ thứ tư là từ hỏi gì kỳ quá vậy. Đồng chí chú ý tập trung. Có 5 chế độ. Đầu tiên, đồng chí đã thuộc hết chưa? Dạ thuộc. Thuộc hết rồi, tại sao tôi hỏi chế độ thứ tư đồng chí không trả lời được? Ủa, nãy học thuộc lắm. Xin lỗi đồng chí, hồi nãy học rất thuộc, xong cái mệt quá nằm xuống nhắm mắt. Đồng chí vô bất ngờ não chưa về. Đồng chí nào đang nằm trên giường kìa. Không chỉ não tôi mất, hồn tôi cũng đi luôn đồng chí à. Là chưa học thuộc đã vi phạm chế độ lên giường nằm rồi đúng không? Dạ không, học thuộc rồi mới dám nằm. Học thuộc tại sao bây giờ không trả lời được? Tính lộn. Dạ, chế độ thứ tư là 6 giờ đến 6 giờ 15 kiểm tra sáng. Rồi, đồng chí nhớ đấy, lần sau không được quên, rõ chưa? Dạ rõ. Sau đây mời đồng chí Diệu Nhi. Chuẩn bị. Đánh.
đạp chân, đạp chân. Rồi, đá vô cái quỷ chân á. Phật, ao, 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 ao. Giữ, giữ cô, giữ tóc, giữ tóc, giữ tóc. Bác. Giữ tóc. Mời em chỉ về đi. Đó. Đỡ ra mũi mình. Quốc địch cả sắp. Chui. Rồi nhúng đi. Nhúng ai nhúng? Em nhúng hay ảnh nhúng? Nhảy đệm. Nhảy đệm. Sợ anh đau. Muốn cho anh chú ý là khi không đủ lực thì không ngã nha. Phù. Phù. Ủa, sao vậy? Ủa, sao vậy? Em chuẩn bị nhảy xuống mà. Đồng chí Diệu Nhi chú ý nè. Khi đồng chí quật địch ngã sắp là không phải thả địch như thế đâu, nó tự do rồi nó quay lại nó đâm chết đấy. Sao vậy? À, đè theo. Đồng chí thực hiện lại lần thứ hai. Đó. Động tác đỡ ra bốn địch. Quật địch ngã sắp. Chui. Đánh. Đúng rồi, đè xuống luôn, đúng rồi. Cái đồng đồng gỗ đó là đồng gỗ à, đồng gỗ. Gì đấy? Sợ đạp đau chân tay ảnh. Cứ đạp mạnh vào. Oh no. Hai đồng chí chú ý. Quay bên đi. Đó. Cái gì? Đồng chí Diệu Nhi. Nhưng mà đồng chí Diệu Nhi thực hiện nội dung gì? Đập hay chặt? Dạ đập. Mời đồng chí. Dạ. Đồng chí thực hiện cho tôi. Đồng chí hít vào. Thở ra. Bằng. Hít vào. Thở ra. Hai tay làm. Thu về. Đẩy tay phải ra lần cuối. Rồi. Thu về. Đi làm mấy chuyện. Ba việc. Thử đi con. Chắc chắn chưa? Đâu có nói. Đâu có thở xíu ra. Là nín thở đấy. Thậm chí nói là thì là ra hết rồi. Đồng chí nói là mình là gái rồi. Đồng chí có sợ không? Không. 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 Một. Hai. Bằng. Đồng chí đứng dậy. Thì đồng chí chưa luyện hết. Đồng chí thả khí ra. Đồng chí về vị trí. Rõ.